Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn bước tiếp theo, đó là bước số 4 của công đoạn đại tu bơm, đó là bước kiểm tra và đánh giá cũng như đo đạc các chi tiết của bơm có đạt yêu cầu hay không. Để đánh giá một chi tiết của bơm, đầu tiên các bạn lên chia ra làm 3 loại, tức là 3 mức độ khác nhau để chúng ta đánh giá chi tiết của bơm xem có tái sử dụng được hay không. Thứ nhất đó là mức độ A. Ở mức độ này thì nó có những cái hiện tượng có thể là không như là như chi tiết mới, nhưng nó rất là nhỏ. Mức độ rủi ro của nó gần như là bằng không, vì vậy chúng ta có thể sử dụng lại nó. Đối với mức độ B, đó là mức độ mà ở dạng hỏng hóc, ở dạng trung bình, chúng ta tái sử dụng lại bằng cách sửa chữa được, thì chúng ta sau khi chúng ta tái sử dụng rồi và chúng ta có thể sử dụng lại được. Ở mức độ B sang đến mức độ C thì mức độ này là mức độ mà chúng ta không thể sửa chữa được, hoặc sửa chữa được nhưng mà tuổi thọ của nó cũng rất là ngắn. Vì vậy, tôi hơn hết là các bạn thì quẳng nó đi. Đối với chi tiết của bơm, đầu tiên tôi xin giới thiệu với bạn đó là trục của bơm. Chúng ta đánh giá trục của bơm. Nội dung đánh giá nó gồm cái gì? Thứ nhất, đối với trục của bơm thì các bạn chú ý chúng ta có hai điểm, hai khu vực chúng ta cần đánh giá. Thứ nhất đó là khu vực gì? Bánh răng. Khớp lối, khớp bánh răng. Đấy, như vậy các bạn là thấy là khớp bánh răng của chúng ta, khu vực bánh răng của ta. Cái khu vực thứ hai đó là khu vực gì? Các khớp, các vị trí để lắp phớt dầu cũng như là bề mặt gì của bi, đúng không ạ? Nội dung đánh giá của chúng ta đó là khớp bánh răng của ta có bị độ mòn, độ toét, cũng như là bề mặt của khớp dầu có bị cháy dầu hay không, hay là có hiện tượng rò rỉ hay không, rồi là trục có cái của chúng ta có bị gì méo xước nó bất thường gì hay không, đúng không ạ? Cả khu vực này các bạn nhìn thấy, kiểm tra bằng mắt, nếu các bạn có thể dùng kính lúp cũng được để chúng ta gì kiểm tra xem có gì bất thường không. Ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn như vậy chúng ta có gì hai diện tích, hai vị trí mà chúng ta cần kiểm tra ở trên gì trục của bơm. Các bạn nhớ cả trục trước và trục sau. Thế thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các vị trí, các ví dụ để chúng ta kiểm tra trục bơm như thế nào. Tôi kiểm tra đây là cái vùng phớt dầu cũng như là vùng vòng bi. Thì ở đối với hình vẽ này các bạn sẽ thấy là rất là tốt, đúng không ạ? Không gì xước, không méo mó, rồi là bên trong bề mặt bên trong tiếp xúc của vòng bi, trên vòng bi là rất là tốt, không có gì dầu cháy dầu hoặc là vết dầu ở trên gì bề mặt. Như vậy là đánh giá loại A, tức là chúng ta gì tái sử dụng được, đúng không ạ? Sang hình vẽ này các bạn sẽ thấy là hình chi tiết này các bạn sẽ thấy là cũng hơi có một chút, đúng không ạ? Các bạn nhìn màu đen ở khu vực này của phần trục bên đầu bên này. Thì các bạn thấy là bề mặt của nó cũng hơi hơi có một chút, đúng không ạ? Và cũng hơi có một vết ít vết xước. Như vậy là chúng ta có thể khắc phục được. Và chúng ta để đánh giá ở mức độ B.
Nhưng các bạn, ở đây thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái hiện tượng này, đúng không ạ? Có thể là nguyên nhân là giữa các chi tiết bên khi mà lắp ráp của bơm có hiện tượng gì bị sứt mẻ hoặc là vỡ, dẫn đến hiện tượng này. Và thế thì biện pháp khắc phục của chúng ta làm sao? À, chúng ta mang đi gì mà đi chẳng hạn, ví dụ thế, để sửa chữa là được. Như vậy là có phương án sửa chữa rồi, như vậy là chúng ta sẽ tái sử dụng qua này được bằng cách sửa chữa nhẹ, đúng không ạ? Nhưng sang đến cái phần này, các bạn nhìn thấy này, cái trục này của bơm, các bạn thì nhìn thấy nó gì đã bị lát đi mất rồi, đúng không ạ? À, nó không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. À, một phần của nó không còn nguyên vẹn nữa, đúng không ạ? À, và nó bị biến màu rồi, đúng không ạ? Cả khu vực này bị biến màu. Như vậy là chúng ta không thể sửa chữa được con này. Chúng ta tốt nhất là chúng ta gì quẳng nó đi, đúng không ạ? À, nguyên nhân thì có thể là do chúng ta có thể là tài bất thường hoặc là dầu chúng ta bị bẩn, đúng không ạ? À, vì vậy là chúng ta trong trường hợp mà các bạn muốn sửa chữa thì các bạn phải sử dụng những cái công cụ tool để chúng ta sửa chữa, rất là mất thời gian. Và đồng thời chúng ta kiểm tra trục thì trục có hai vị trí kiểm tra chính, đó là thạnh rãnh gen và bề mặt của phớt dầu, cũng như là bề mặt tiếp xúc với vòng bi, xem có bị xước, bị ăn mòn, bị méo, bị biến dạng gì hay không. Đó, chúng ta kiểm tra bằng mắt để chúng ta gì tiếp theo, chi tiết số 2 của bơm đó là khối xi nhan, các bạn cần phải kiểm tra. Đối với chi tiết này, các bạn chúng ta có những các điểm kiểm tra như sau. Thứ nhất, có 3 điểm, 3 vị trí mà chúng ta cần kiểm tra. Thứ nhất là bề mặt trượt của khối xi nhan. Thứ hai đó là gì, bên trong cái lỗ ở bên trong của piston trượt. Và cái thứ ba đó là miệng xung quanh của piston. Đó. Thì các bạn chú ý 3 điểm đó, và nội dung chúng ta cũng kiểm tra xước mòn có bất thường hay không. Sau đây tôi và cùng các bạn chúng ta cùng kiểm tra và đánh giá nhận định một số các chi tiết của khối xi lanh. Như các bạn biết, chúng ta đều dựa trên 3 cấp độ. Như các bạn nhìn hình này, các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể đánh giá là loại A, bởi vì sao? Bề mặt của nó rất là tốt, đúng không ạ? Không xước, không có hiện tượng xâm thực hoặc là rỗ hoặc là mòn bất thường ở trên bề mặt, đúng không ạ? Sang đến cái chi tiết này, các bạn sẽ thấy là cũng được, nó có mòn nhưng mà rất là nhẹ thôi, đúng không ạ? Có thể do dầu cháy hoặc là có dầu bị e nhưng mà ít, chúng ta có thể khắc phục được, đúng không ạ? Nguyên nhân có thể là do bề mặt tiếp xúc của nó, có khi mà có khí hoặc là có dầu ở trong bị e hoặc là bẩn ở trong, nó sẽ gây ra hiện tượng như này, đúng không ạ? Sang như vậy là chúng ta có thể dùng giấy rác để chúng ta 2.000 để chúng ta đánh thôi, khắc phục thôi, đúng không ạ? Sang cái hình bên này thì chúng ta thấy là có hiện tượng đó là gì, hơi mòn hơn một chút, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở các lỗ ở các bề mặt thì ở như vậy chúng ta có thể đánh giá là loại B, đúng không ạ? Nguyên nhân có thể là do gì, dầu bị thiếu hoặc có dầu bẩn, nó cũng có thể gây ra hiện tượng như này, và chúng ta cũng có thể dùng cái giấy ráp 2.000 để chúng ta gì xử lý, đúng không ạ? Nhưng sang đến cái gì ở chi tiết này, các bạn sẽ thấy là hình này, các bạn sẽ thấy là chúng ta không thể đánh giá là A được, cái này vẫn là B thôi, đúng không ạ? Cũng các bạn nhìn cái bề mặt của nó cũng gì mòn, đồng thời là gì, các lỗ của khi mà của xi lanh cho vào, các bạn sẽ thấy cửa hút đó cũng bị gì sứt, đúng không ạ? Ở bên trong thì cũng bị gì hơi xước, vì vậy chúng ta cũng có thể để khắc phục được, đúng không ạ? Nguyên nhân thì cũng có thể là do gì, dầu hoặc khí ở trong dầu, hoặc là gì, có thể có nước, đúng không ạ?
dẫn đến. Vì vậy chúng ta cũng thể dùng giấy ráp để chúng ta gì là xử lý. Tiếp theo nữa, đó là đối với chi tiết này các bạn nhìn chúng ta chỉ đánh giá là C thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cũng có mòn ở xung quanh lỗ, bề mặt thì cũng quá mòn, vì vậy là chúng ta không thể khắc phục được. Có khắc phục được thì để mất rất nhiều công và mất nhiều tiền và thời gian. Vì vậy là tốt nhất là quảng đi, đúng không ạ? Nguyên nhân thì nó có thể do là gì ạ? Khi mà nhiệt độ dầu nó tăng cao lên lại có khí bên trong, nó dẫn đến cái hiện tượng như thế này, đúng không ạ? Đối với chi tiết này các bạn sẽ thấy là chúng ta đánh giá như nào? Loại C thôi, bởi mòn quá kinh khủng ở các lỗ cũng như các bề mặt, đúng không ạ? Chúng ta không thể gì khắc phục được, đúng không ạ? Nguyên nhân thì cũng có thể do gì? Nhiệt độ dầu cao và có khí ở bên trong, đúng không ạ? Đối với chi tiết này thì các bạn sẽ thấy là thôi được kinh khủng rồi, có hiện tượng gì vỡ, đúng không ạ? Sứt mẻ. Vì vậy là chúng ta không thể sử dụng lại được nó. Nguyên nhân thì cũng có thể là do gì? Chi tiết ở bên trong có thể bị vỡ, nó ảnh hưởng đến cái chi tiết của bơm, đúng không ạ? Nguyên nhân là quảng đi. Đối với chi tiết này cũng như vậy. Chúng ta nhìn thấy là gì? Ở bên trong có gì? Em xước. Nhưng mà đấy xước nhẹ thôi. Chúng ta có thể khắc phục được. Chúng ta đánh giá loại A, đúng không ạ? Hoặc là B cũng được. Các bạn có dùng giấy ráp để các bạn 200 để các bạn đánh. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trong đó thì có các vết bẩn hoặc là dầu bẩn, nó cũng sẽ gây ra hiện tượng như này. Đối với chi tiết này thì các bạn sẽ thấy là các bạn đánh giá là loại nào? Tôi chỉ đánh giá loại B thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có các vết xước nhỏ ở bên trong, đúng không ạ? Chúng ta có thể khắc phục được, đúng không ạ? Vết xước nhỏ cũng như là cái độ xâm thực của nó thì không có, đúng không ạ? Chỉ có vết xước nhỏ thôi. Vì vậy chúng ta có thể dùng giấy ráp 200 để chúng ta gì xử lý. Đối với chi tiết này thì các bạn sẽ nhìn thấy là bên trong có các vết xước rất là rõ, nhưng mà không gì sâu. Các bạn sờ tay và các bạn sẽ thấy nó không sâu. Vì vậy chúng ta có thể đánh giá là loại B, tức là khắc phục được, đúng không ạ? Nguyên nhân thì có thể là do gì có một số chi tiết nhỏ nào đó hoặc là dầu bẩn, nó sẽ gây ra cái hiện tượng như này, đúng không ạ? Mà cũng chúng ta cũng sử dụng gì giấy ráp 200 để chúng ta gì làm nhẵn nó. Đối với chi tiết này các bạn sẽ nhìn thấy vết xước rất là lớn rồi, loại A thì không thể được rồi, B không được và chúng ta đánh giá loại C, đúng không ạ? Như vậy chúng ta không thể khắc phục được. Giả sử khắc phục được thì mất rất nhiều thời gian. Nguyên nhân thì có rất là nhiều, nhưng trong đó có gì có thể là do gì khí ở bên trong, đúng không ạ? Trong dầu nó sẽ gây ra hiện tượng này, cũng có thể là nước ở bên trong, rất là nhiều yếu tố khác. Cái hình này như vậy chúng ta không thể khắc phục được, cũng cho loại C thôi, đúng không ạ? Cái hình này thì các bạn sẽ thấy là có được không? Và cũng được, đúng không ạ? Được ư? Các bạn thấy được không? Được. Bề mặt thì được, nhưng mà phía ngoài cùng đấy, ở cái miệng ấy, các bạn thấy đến màu trắng trắng, đúng không ạ? Thì nó có cái hiện tượng đó gì mòn bất thường, vậy cái này cũng không được, đúng không ạ? Loại C thôi. Cái này không thể khắc phục được rồi, đúng không ạ? Tiếp tục. Nguyên nhân thì các bạn sẽ thấy là có thể do tải lớn quá và có bẩn ở bên trong. Vì vậy là nó sẽ gây ra hiện tượng như này, đúng không ạ? Cái này cũng như vậy, quảng nó đi, không làm gì được cả đâu, đúng không ạ? Cái này cũng như vậy, tốt nhất là quảng nó đi. Tiếp theo, đối với kiểm tra quảng phít tông, chúng ta kiểm tra bề mặt đấy, xung quanh. Ở đây chúng ta có 3 vị trí kiểm tra: lỗ bên trong, bề mặt bên ngoài, xem có độ mòn, có xước, có bị rỗ, có bị toét hay không. Đấy. Và chúng ta dựa trên các tiêu chuẩn để chúng ta kiểm tra. Đấy, tôi đã trình bày xong với các bạn cách kiểm tra trục cũng như là khối xi lanh của bơm dựa theo tiêu chuẩn phân loại ABC. A là dùng được, B là chúng ta phải đi sửa, và C là chúng ta thì vứt nó đi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mời các bạn đón xem video tiếp theo về kiểm tra các khối xi lanh trong bơm, mặt bàn xoa, mặt gương, gối chao, cũng như là các thành phần khác của bơm. Mọi đóng góp, nếu các bạn có câu hỏi, các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.comasuvietnam@gmail.com.